Trận đấu sớm của vòng 10 sẽ là cuộc so tài giữa Than Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày hôm nay 17 tháng 5 và sẽ được tường trực trực tiếp trên kênh Bóng Đá TV và Bóng Đá TV HD. Ngày 18 tháng 5 sẽ có 3 cặp đấu cùng vào lúc 17 giờ, Sóc Trăng Nghệ An tiếp đón Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam, Thanh Hóa làm khách trên sân của câu lạc bộ Hải Phòng. Trong khi đó vào lúc 19 giờ, câu lạc bộ Sài Gòn sẽ có cuộc chạm trán với Viettel. 3 trận đấu cuối sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Trong đó tâm điểm của sự chú ý đó chính là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Bóng Đá Hà Nội và SHB Đà Nẵng. Toàn bộ những trận đấu này sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh Bóng Đá TV và Bóng Đá TV HD. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.